Từ ngày 12 tháng 11 năm Nhâm Thìn, tức mùng 6 tháng Giêng, mạng Triều Nguyễn bắt đầu hạ chỉ cấm đạo một cách nghiêm ngặt. Sự cấm đạo ấy còn tiếp tục suốt đời Vua Tiểu Tỵ và qua đến tàu Vua Tử Đức thì sự cấm đạo lại càng gay gắt nghiêm trọng hơn. Do đó, các giáo sĩ cũng như các tín đồ Thiên Chúa giáo bị sống trong một bầu không khí kinh hoàng khủng bố, mà có nhiều người cam thọ cực hình tử đạo chưa được sáng danh Chúa phải phản đạo Chúa. Chính giữa thời Hội Thánh Việt Nam đang bị giông tố nhất, thì linh mục Philippe Phan Văn Minh quê ở Cái Mân chịu tử đạo. Tòa Thánh sau khi đã tra xét kỹ càng về công nghiệp truyền giáo và nhân đức của đấng tử đạo ấy đã sắc phong là một bậc Á Thánh. Đây là bắt đầu câu chuyện phỏng theo sự tích đẫm máu của đấng Á Thánh Phan Văn Minh. Rồi đây nó dám đi ngủ liêm cho phải chơi sao? Nên neo sát không bà con? Neo sát là phải mạnh. Còn không thấy hoài không sao? Nó cứ đi liền hồi phải, rồi lại nhảy nhái gặp người, không biết lường thế nào được. Anh đã chớ nè. Túc heo. Trời ơi, túc nữa. Thôi chiến này kể như liều phải không? Tinh chen nữa gì? Đặt chén ăn cháy bà. À, thua thôi. Bà con đánh vô, chân chót à. Bà lại ghé tôi đi. Lấy tay, dở. Túc. Túc theo. Chuyện đánh túc cũng chịu, anh thiệt. Hết tiền về. Thôi đứng dậy về cái đôi còn ngồi chi nữa. Thì có chén này có chén khác bà con phàn nàn chi. Nè ở lại đánh chơi vài chén nữa về sớm chi nè. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta. Chúa sẽ không bao giờ bỏ những kẻ chạy đến với người. À ông Trùng. Dạ. Ngày mai tôi lên đường. Ông sẽ cho hai cháu theo tôi đi nhé. Thì cha chúng con sẵn sàng. Để ý cha. Dạ thưa cha, bẩm cha, con chẳng dám giấu gì cha. Con có chút việc cần chừng vài 300 quan, nhưng con đã chạy hết khắp làng mà không có. Bất đắc dĩ con đến đây để xin cầu cứu với cha. Xin cha nhủ lòng thương mà giúp cho con. Điều con hỏi không phải là chuyện khó khăn lắm, nhưng để cha thử xem cha còn bao nhiêu tiền thì cha cho con bấy nhiêu. Tại sao con có chuyện cần gì tiền bạc vậy? Thưa cha, số tiền của cha cho ít quá, không đủ vào đâu hết á. Chúa ơi, tiền của cha cho là quý, tại sao con còn chỉ ít chứ nhiều vậy con? Và nếu cha đã thương thì xin cha thương cho trót nha. Mày nhẫn, sao con không biết điều gì hết vậy? Cha là người tu hành, làm gì có nhiều tiền để đưa cho con chứ. Mà con cần tiền làm gì nhiều? Con lấy tiền để đi cờ bạc phải không? Nè, tiền bạc của cha là tiền bạc của Chúa. Nếu con lấy tiền của Chúa đem đi cờ bạc là con làm ô danh Chúa. Con phải tu tỉnh ăn năn, không nên quan đàng như vậy nữa. Bỏ nghi quan cho con, con đâu ham cờ bạc đâu. Con không ham cờ bạc, sao con đến tìm cha hỏi tiền để làm gì? Liệu hồn á, nếu con cứ chứng nào tật nấy, cuộc hứa hôn của con với cô Dung không khi nào bỏ chịu tán thành đâu. Con à,
Cha nói thật là cha không còn tiền. Cha có thì cha không tiếc. Nhưng cha khuyên con một điều còn quý giá hơn tiền, đó là lòng thương yêu và sự tin thờ Chúa. Con ráng tu tỉnh làm ăn, Chúa sẽ ban phước cho con. Thôi nếu cha già bỏ không giúp được con thì con xin về. Chào cha. Chào bỏ. Thưa cha, tên Nhẫn này hư hỏng lắm, chỉ cờ bạc chơi bời. Nhiều lần con khuyên nó phải dọn mình để chịu phép phong phối. Nó còn do dự mãi đó cha. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nó. Thưa cha, cờ bạc là đầu mối của mọi tội lỗi. Đạo tặc làm liều. Cử chỉ của tên Nhẫn này làm cho con lo ngại quá. Mọi việc đều do Chúa định. Hình như có người quen đến thăm chúng ta. Chúng cha tạm lánh vào nhà trong để con ra mở cửa. Đến bất ngờ quá, làm trống ngực con đánh như thình thình vậy. Ông trùm nhát quá vậy. Bỏ ở đây chẳng thấy nghiêm mặt lắm hay sao? Bẩm cha, thật vậy. Chúng con đang sống trong hồi hộp và lo lắng. Dạ, thưa cha mới đến à. Bà trùm mạnh giỏi chứ. Dạ, cảm ơn cha. Dạ, xin rước cha vào nhà trong. Cha Phêrô Lụ hiện đang có mặt ở trong. Dạ. Thưa cha, có cha Philip và Minh tới kìa cha. Vậy à? Dạ. Ồ, bấy lâu cha vẫn mạnh chứ? Dạ, cảm ơn cha. Nhờ ơn Chúa tôi vẫn đầy đủ sức khỏe và tinh thần để lo nhiệm vụ ạ. Dạ. Dạ, xin cha cho biết có những gì đã xảy ra trong những vùng cha vừa đi qua. Cũng không có chi lạ hơn là những cuộc lẩn tránh khỏi tai mắt của quan sư. Nhưng chính nhờ những công cuộc lẩn tránh ấy mà tôi được biết tinh thần giáo dân thật là vững vàng. Không vì hoàn cảnh mà biến đổi. Xin Chúa nhủ lòng thương xót chúng ta. Dạ, xin mời cha vào. Dạ, xin mời cha ngồi ạ. Dạ, mời.